Bên hành lang Quốc hội, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội về luật đất đai sửa đổi lần này đã xoáy sâu vào những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Điều quan trọng hơn cả là việc đảm bảo minh bạch hơn trong quản lý nhà nước về đất đai, khắc phục được tình trạng tiêu cực tham nhũng về đất đai. Nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh, luật đất đai là bộ luật rất quan trọng. Vấn đề đất đai luôn là vấn đề nóng, tác động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, luật sửa đổi lần này đa số các đại biểu đều cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện luật, đặc biệt là công tác giám sát ngay từ lúc có chủ trương, đặc biệt là tính giá đất, đảm bảo hợp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Phải chú ý hơn là công tác giám sát từ đầu của cái chủ trương. Bởi vì một khi đã triển khai rồi thì lúc đó là chúng ta đi giải quyết cái những cái hậu quả. Cho nên phải tham gia giám sát ngay từ đầu cái chủ trương dự định làm cái dự án này. Thì chúng ta được bàn thảo, được đưa ra dân, được lấy ý kiến của các tổ chức dân cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì tất cả những nội dung đó thì tôi nghĩ rằng là người dân rất là quan tâm. Cũng như là cái việc là tính cái giá đất như thế nào để đảm bảo một cách hợp lý, bảo vệ được cái quyền lợi chính đáng của người dân. Dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định cụ thể 3 phương pháp định giá đất trong luật, bao gồm so sánh trực tiếp, thu nhập, hệ số điều chỉnh giá đất. Một số đại biểu cho rằng việc định giá đất được quy định trong luật chỉ mang tính chất nguyên tắc, yêu cầu của phương pháp định giá, còn cụ thể giá như thế nào thì nên đưa vào các văn bản dưới luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Cái việc các cái quy định mà được quy định ngay trong luật á, thì nó cũng sẽ tạo điều kiện cho cái tính khả thi cũng như là cái hiệu lực trong áp dụng á, nó sẽ được kịp thời hơn và nó đầy đủ hơn và nó được chặt chẽ hơn. Do vậy là cái việc mà quy định ngay trong luật thì nó cũng rất là cần thiết. Định giá là một cái việc là mang tính chất kỹ thuật khá là sâu. Tuy nhiên thì cái định giá như thế nào nó sẽ quyết định đến cái tính chất chính xác, phù hợp của cái giá cả đó. Do vậy đứng về mặt quy định trong luật thì tôi cho rằng chúng ta nên quy định mang tính chất nguyên tắc, mang tính chất yêu cầu của các phương pháp định giá. Còn cái kỹ thuật cụ thể như thế nào thì chúng ta nên đưa nó vào các cái văn bản dưới luật. Nó mang tính chất hướng dẫn, mang tính chất quy định chi tiết cho từng các cái loại bất động sản, từng cái loại đất đai khác nhau. Một số ý kiến cũng cho rằng việc đổi mới phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý đất đai là cần thiết, nhưng phân cấp phân quyền phải đảm bảo phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền địa phương, bảo đảm sự quản lý thống nhất của nhà nước cấp trung ương về đất đai, đặc biệt phải đi đôi với kiểm soát thực thi quyền lực, có sự tham gia thực sự của người dân.